Xin chào toàn thể các anh em thợ nhá. Thì chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Trung Hiếu Vlog. Thì hôm nay mình rất là vui lại được lên chia sẻ kinh nghiệm cùng anh em về bên ngành sửa chữa xe máy nhá. Thì nhân tiện hôm nay đến với cửa hàng của Lý thì có một xe Sirius RC này. Đấy, đến với mình thì tiếng máy kêu như phá máy luôn. Thì nhân tiện đây mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho anh em cách làm sao để có thể nghe được tiếng máy kêu và để phân biệt cái vị trí hỏng và các cái chi tiết máy hỏng ở vị trí nào và tại sao nó kêu và kêu như thế nào. Đấy, để anh em cùng tham khảo nhá. Thì cũng còn rất là nhiều anh em thợ tay nghề còn kém, đấy, còn non mới học nghề thì anh em cũng kinh nghiệm chưa được dày dặn lắm. Thì đâm ra là anh em khi khách hàng đến cửa hàng thì rất là khó khi anh em bắt bệnh. Đấy, thì đâm ra hôm nay mình sẽ chia sẻ clip này lên để anh em có một cái tài liệu để anh em tham khảo nhá, để anh em có thể nghe được và phân biệt được học ở đâu anh em thao tác hay dễ dàng hơn và chính xác hơn. Đấy, rồi ok, bây giờ mình sẽ đưa anh em đến tận nơi của con xe Sirius RC này để cho anh em nghe thử tiếng máy cho anh em dễ bề phân biệt hơn nha anh em nhá. Đây thì trước mắt anh em đây là con Sirius RC nhá. Thì trước tiên thì anh em hãy bật chìa khóa lên. Thì con xe này hiện tại là cái nút đề nó đang hỏng. Thì bây giờ mình sẽ đạp nổ để anh em cùng nhau nghe nhá. Đó. Hiện tại thì anh em nghe tiếng máy rất là kêu. Đấy. Anh em nghe rõ không ạ? Và vừa rồi thì Lý cũng đã test thử cho anh em nghe cái tiếng kêu của cái máy Sirius RC nha anh em nhá. Thì cái tiếng máy này kêu thì để như anh em đoán thì bây giờ không biết anh em đã đoán được chưa, nhưng mà đến như bây giờ thì Lý làm video thì Lý cũng nói luôn để cho anh em cùng nhau dễ hiểu và dễ hình dung để anh em có thể bắt bệnh nhanh hơn. Thì cái tiếng kêu máy này hiện tại là con xe này nó đang bị là một là đang bị hết dầu này. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái bộ hơi của con xe này hiện tại là đang bị xước nha. Cái váy quả bây giờ xước rất là nặng. Đấy, cái tiếng kêu rất là to luôn. Khi anh em mình ga lên trong giảm ga nó có tiếng rè rè. Đấy là cái bộ hơi nó đang bị xước ở cái váy quả nha anh em nhé. Đấy. Và bây giờ thì Lý sẽ đưa anh em để tháo hết cả nhớm và tháo cái dàn hơi này ra để xem bên trong là nó xước như nào nhé. Đấy. Rồi tí nữa thì mình sẽ nói được cái nguyên nhân của nó chính xác hơn, xem là nó hỏng là do là tại hết dầu hay là do tay viên rơi nha anh em nha. Ok, bây giờ anh em hãy theo mình để tháo vỏ nha. Và tiếp đến anh em tháo hết cái bộ điều khiển ra nha, để thao tác anh em mình có thể kiểm tra và tháo được cái bộ hơi ra để anh em mình kiểm tra bên trong bộ hơi nó bị xước hay không nha. Thank you.
ra thì anh em hãy tháo tất cả cái nắp tròn này và ống thả nhá anh em nhá. Tháo toàn diện hết cả cái ống thả này và các cái ống cổ hút này để anh em mình đưa các cái cổ chế này, cổ hút này lên và cái nắp tròn này để tháo cái nắp tháo cái bánh răng cam ra nhá anh em nhá. Khi anh em tháo được tất cả hai con ốc 8 và hai con ốc vít và bốn con ốc 12 ở đây thì anh em lấy dây cái đầu bò này để anh em mình có thể tháo được cái đầu bò này ra bên ngoài nhá. Thì anh em hãy cho tô vít vào đây nhá, hơi bậy ra này. Rồi, okay, mình đã thao tác được ra nhá. Rồi tiếp đến nữa anh em lại cậy cục hơi này ra. À, cục hơi này nó rất cứng, anh em búa cao su nằm gói nhé. Đây hiện tượng hiện tại anh em nhìn xem ở bên trong này nó rất là ấy này, đen xì hết này và nó thành một cái rãnh này ở bên trong cái bóng như này, không biết anh em nhìn rõ không. Đây tầm như này anh em nhìn rất là rõ này, đấy nhìn những cái vết sọc đen đen nha anh em nhé. Còn ở mảnh bên dưới này thì nó cũng lớm chớm bị rồi. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh xuống gần cái quả để cho anh em xem nhé. Và đây là cái quả piston này anh em này, đấy anh em nhìn xem nó xước hết đi. Đấy cái váy quả nó xước hết rồi nhá. Đó thì hiện trạng là
Con này là bị xước đầu váy quà này, đâm ra là cái váy quà này với lại bộ hơi là nó không được khít nữa rồi. Thì đâm ra là khi anh em mình ga lên là cái váy quả nó lắc lên lắc xuống như này, nó sinh ra tiếng kêu rất là to anh em nhé. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ tháo hẳn quả ra xong. À, đây anh em đây, thì cái váy quả của nó kêu là cái thứ nhất rồi đấy nha anh em nhé. Nhưng cái ác quả này anh em này, đây cái ác quả nó mòn thành rãnh này anh em nhé. Đấy, nó mòn thành rãnh như này thì bắt đầu là nó dơ ở cái tay biên với lại cái ác này nữa, đâm ra nó sinh ra tiếng kêu càng lớn nha anh em nha. Đây đấy, bởi vì sao, tại vì lý do là khi con xe này đi hết dầu, bộ hơi này nó hỏng rồi, nó đi hết dầu rồi, xong bắt đầu là chủ nhân không thay, xong đi mãi hết dầu, không dầu không bơm được lên đến trên tay biên và ác biên nữa, thì đâm ra là nó sẽ có sự mài mòn va chạm kim loại với nhau thì nó sẽ bị mòn vẹt như này nha anh em nha. Đó thì bây giờ mình sẽ bỏ cái xe măng này ra để mình thao tác, mình thử vào bộ hơi cho anh em cùng nhau xem nhá, xem là bộ hơi này còn có thể mình tận dụng được hay không. Đây thì trước tiên anh em thử quả thì anh em phải phân biệt cho lý là đầu trên đầu dưới, thì anh em xem đây, cái đầu trên của nó là sẽ có một cái dấu khuyết, nó sẽ to hơn anh em nha. Đây này, một dấu khuyết này này đấy, ở bên dưới thì nó có cái dấu khuyết này, nó nhỏ hơn. Thì anh em mình thử quả thì anh em mới thử cái đầu trên này như thế này đấy, anh em đút vào như này. Nếu mà nhá, nếu mà anh em thả tự nhiên mà nó trôi xuống luôn thì có nghĩa là bộ hơi mình với cái quả này của mình nó đang bị rỗng nha anh em nha. Thì nếu mà thả vào mà nó vẫn còn khít, anh tay anh em mình phải đẩy đấy, bây giờ tay anh em mình lại phải phải cầm đẩy xuống như này thì bộ hơi này nó vẫn còn có thể anh em mình xài được, thay xăng măng thay quả là ok nhá. Nhưng mà hiện tại bây giờ này anh em nhìn này, đây nó thả cái là nó sẽ tụt tụt luôn xuống này đấy, nó tụt luôn này đấy anh em thấy không, có thậm chí nó còn tụt rơi đất luôn bây giờ. Đây nha, đây đây nha, quay cho anh em cận cảnh nhá. Đó anh em thấy không, rất là đây đây, nhìn nó rất là rỗng luôn, cực kỳ rỗng luôn. Anh em mình lắc lên lắc xuống mà nó còn đã thấy dơ rồi. Xong trường hợp thứ hai nữa anh em thử đây, đấy anh em vỗ này, nghe tiếng canh 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 này, đó anh em thấy không, đấy nó rất là dơ luôn đấy. Còn quả bình thường là gõ anh em mình không có tiếng kêu luôn nhá. Rồi ok, bây giờ mình sẽ doa hơi lên cốt để lắp vào, xong rồi mình sẽ test thử cho anh em nghe cái tiếng kêu của con xe này, và mình xử lý đã triệt để hay chưa nhá. Ok. Và đây là trước mắt anh em là cái bộ hơi vừa rồi đã bị xước hết nha anh em nhá. Đấy, bây giờ Lý đã doa lên cốt 1. Đấy, cho bộ hơi này của con xe Sirius RC này nhá. Thì trước tiên anh em mình hãy thử để anh em xem chiều quả nhá. Đây, cái chiều khuyết nhất, khuyết nhiều nhất và sâu nhất đấy thì nó sẽ là ở trên mảnh bên trên nhá. Đấy, ở trên cái đầu piston tăng cam này. Và ở chiều nấm hút nha anh em nhá. Đấy thì anh em phải thử vào để xem là khi anh em mình doa nó đã được khít chưa. Đấy, thì đây cái quả mới khi Lý cho vào thì nó rất là khít nhá, như như lúc ban đầu Lý thử thử ấy thì nó thả vào nó đã rơi xuống rồi. Thì quả này khi mình doa xong, mình còn doa xong mình phải đẩy xuống thì nó mới xuống nha anh em nhé. Đây anh em phải để cân nhá, anh em phải để đúng theo chiều lên xuống của quả piston đấy, anh em mới đẩy xuống này. Bây giờ phải đẩy xuống nó mới xuống nha anh em nhé. Đấy, rất là chật luôn đấy, này đẩy xuống nó mới xuống, còn như là vừa rồi là mình thả cái là nó xuống thụt lủm, nó rơi xuống tít dưới luôn anh em nhé. Rồi ok, bây giờ mình sẽ thao tác để lắp các cái xăng măng vào và lắp lên trên xe. Đây thì trước tiên anh em hãy để quả piston lên cái đầu gối anh em này,
thì anh em thao tác nó sẽ dễ hơn nha anh em nhé. Thì trước tiên anh em cho cái miệng xác măng, cái miệng lò xo này, anh em cho lên chiều bên trên của cái nấm hút này nha anh em nhé. Đó, đây, anh em cho vào đây. Đấy, rồi hai cái xác măng mỏng này, anh em cho bên dưới của cái xác măng lò xo này một cái và bên trên một cái nhé. Đấy, đây anh em cũng bóc xuống như này. Rồi ok, bây anh em cho tiếp cái xác măng mỏng nữa. Xác măng này xác măng gạt dầu nha anh em nhé, để nó chặn dầu. Khi dầu muốn lên thì phải qua cái hai cái xác măng này. Còn cái xác măng đen đen này thì anh em mình nhìn cái chiều chữ, anh em mình lắp ngược lên trên quả đới đỉnh quả bê tông rồi nhá. Xác măng này xác măng hơi nha anh em nhé, xác măng làm kín hơi. Xác măng trên là xác măng chịu nhiệt này, anh em cũng nhìn chiều chữ này, nó có chữ nha anh em nhé. Đấy, anh em nhìn cái mặt chữ nó đâu thì anh em hãy cho lên đây, cái mặt chữ nó in trên này này, nhưng mà anh em nhìn nó rất là khó, nó rất là chói, thì đâm ra là mình chỉ hướng dẫn thế thôi, anh em khác để ý nhé. Rồi, còn cái bộ phận xoay xác măng thì mình cũng đã hướng dẫn anh em rồi, thì bây giờ mình sẽ không hướng dẫn nữa, bây giờ mình sẽ xoay xong mình sẽ lắp vào nha anh em nhé. Và điều đặc biệt thì anh em sửa bộ hơi và thay bộ hơi này ấy, và anh em do lên cốt ấy, thì anh em cũng phải nên chú trọng và lưu ý là khi anh em mình tháo ra làm hơi thì mình tốt nhất là mình thay luôn cả các cái phớt gít này. Đấy, anh em kiểm tra luôn cái phớt gít này nhá. Đấy, để làm sao để biết là nó có hỏng hay không. Nếu mà nó hỏng thì anh em mình thay luôn. Quan trọng là bây giờ anh em mình kiểm tra là nếu mà anh em mình muốn biết nó hỏng hay không ấy, thì anh em hãy lấy hết các thứ, các nấm ra này và lò xo ra này, thì anh em lấy móng tay anh em mình hơi cấu, nếu mà anh em mình thấy nó cứng và hơi chai thì anh em mình thay luôn nhá. Và điều đặc biệt nhấn mạnh cho anh em là tốt nhất anh em cứ làm hơi thì anh em thay luôn, bởi vì là trong quá trình lâu ngày nó hoạt động thì nó sẽ nóng và nó sẽ làm oxy hóa các cái phớt nha anh em nha. Đấy, thì anh em mình tiện làm luôn, chứ anh em đừng để nguyên như cũ thì nó cũng sẽ ăn một lượng dầu nhất định, thì khi anh em vào buổi sáng anh em mình đạp nó vẫn có một ít khói ra nha anh em nha, vẫn có một chút khói ra đằng ống xả đấy. Cái nguyên nhân nó cứ buổi sáng anh em mình đạp mà ra khói ấy, nhẹ một chút ấy, thì liên quan đến cái nấm này nhá. Đấy, liên quan đến phớt gít này này. Rồi, bây giờ anh em hãy lấy kìm anh em tháo ra này. Đây anh em lấy được ra như này, anh em thao tác anh em rút ra. Đó, anh em rút ra như này. Thì anh em thay cho Lý một cái nấm mới, một cái phớt gít mới nhá. Đây, cái phớt gít mới nó đây anh em này. Đó. Thì bây giờ anh em cũng cho vào như này thôi, anh em cho vào như này. Thì anh em mình lấy hai ngón tay anh em mình xoay nhá, anh em mình xoay vòng tròn nhá thì nó sẽ vào. Còn anh em mình đẩy mạnh thì nó sẽ không vào đâu. Rất là khó vào, nó vẫn vào nhưng mà nó khó vào nha anh em nhá. Rồi ok. Đó, thì anh em phải nên lưu ý như thế nhá. Đấy, anh em mình vệ sinh hết đi xong anh em mình lắp vào. Và bây giờ Lý sẽ hướng dẫn anh em lắp quả piston lên trên tay biến nhá. Thì anh em xé cái ác quả này ra. Đấy, thì bây giờ mình sẽ so sánh cái ác quả cho anh em trước này. Đây anh em nhìn xem. Cái ác quả này nó rất là mòn này, cái này nhắn nhụi, nó rất là đều này. Cái đoạn này khoảng cách này nó một bên là đen, một bên ở giữa nó là trắng tinh này, nó đã bị mài mòn rất là nhiều luôn anh em nhé. Thì trong máy ảnh thì trong máy quay chắc chắn là anh em nhìn nó rất là khó. Đấy. Rồi ok, thì bây giờ anh em hãy cho một cái tanh quả vào đây trước này. Đây anh em nhìn không, mình đã cho tanh quả vào rồi nhá. Thì bây giờ anh em cho cái ác quả vào bên mảnh bên còn lại. Khi anh em chưa cho tanh quả vào thì anh em lắp thì nó cũng cực kỳ đơn giản thôi. Rồi đây. Đấy, anh em cho hơi thò sang này một tí nhá. Bây giờ anh em mình hãy đưa vào đây. Anh em nhớ là cho cái chiều của cái nấm hút lên bên trên nhá. Cái chỗ khuyết nó rộng và to và sâu hơn này. Đấy, còn bên dưới nó sẽ mỏng hơn này. Đây thì anh em hãy
Hoặc là anh em nhìn vào đây, đây nó có một cái mũi tên chỉ lên bên trên này. Đấy, vị trí ở bên cạnh cái viền này. Rồi bây giờ anh em hãy đưa vào cái tay biên. Anh em hơi đóng nhẹ một chút để cho cái thác quả sang nhé. Đây, đấy, thác quả này rất là chật so với tay biên. Chật vừa tầm như này là có nghĩa là rất là tốt đấy anh em nhé. Đấy, nếu mà lỏng quá thì nó sẽ sinh ra dơ. Đấy, như cái ác kia nó bị mài mòn đấy, nó rất là dơ. Nên đâm ra là quả rất là kêu. Đấy thì anh em nhớ lưu ý là anh em phải lắp tanh quả vào ngay nhé. Đấy, chứ không anh em mà quên là nó sẽ tụt cái ác quả ra và nó làm xước hết bộ hơi của anh em đấy. Rồi ok, mình đã thao tác được cái tanh quả vào rồi. Thì bây giờ anh em lại tiếp tục lấy cho mình cái bộ hơi. Bộ hơi này thì cái gioăng của nó chưa rách thì anh em có thể tận dụng được nhé. Anh em chỉ bôi cho mình một lượt một lớp keo. Một lớp keo qua đây. Đấy, để cái chỗ nào mà nó bị bong ra thì nó sẽ bù vào. Đó, ok, anh em lấy tay anh em vuốt qua nhé. Cho nó kín đáo nhất có thể. Khu vực lỗ bơm dầu thì anh em hạn chế bôi nhé. Đấy, bôi làm sao nó ít ít thôi. Chứ đừng bôi nhiều quá. Rồi. Và trước tiên anh em muốn lắp một bộ hơi này lên trên xe thì anh em phải lấy một ít dầu để anh em đổ vào quả này nhá, để khi anh em mình nổ máy lần đầu tiên thì nó sẽ không bị xước váy quả là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi anh em mình vào xác măng và quả piston tông vào cái bộ hơi này thì nó sẽ dễ dàng hơn nhá anh em nhá. Thì đây bây giờ anh em đưa bộ hơi vào này. Rồi ok, bây giờ anh em hãy đưa quả bê tông lên giữa cái đỉnh để vào thẳng cái bộ hơi nhé. Thì bây giờ mình sẽ chuyển camera sang bên này để cho anh em cận cảnh hơn. Đấy nha anh em nhìn nhá, thì hiện tại mình sẽ lắc sang hai bên cho anh em xem này. Anh em cầm bộ hơi nhá, anh em lắc bộ hơi như này đấy, và một tay anh em đỡ vào đây, anh em đỡ vào cái vảy quả nhá. Đấy, anh em lắc này thì nó sẽ tự động nó sẽ vào nhé. Hiện tại mình đã thao tác được vào rồi. Quả và xác măng nó vào cái giữa của cái nòng hơi rồi nhá. Thì anh em hãy đưa cái xích cam từ mặt bên này sang mặt bên này để anh em mình có thể thao tác đẩy cái bộ hơi vào. Đây anh em lấy cái tay anh em gõ vào này. Anh em xem cái thanh tỉ bên trên nó chống vào cái piston tăng cam nhé. Đó đây. Hiện tại thì mình đã thao tác được vào rồi nhé anh em nhé. Đấy, nó rất là đơn giản thôi. Khi anh em mình đóng được bằng tay tạm thời vào ấy thì anh em lấy cái búa cao su như này, anh em gõ trực tiếp vào bộ hơi này để cho làm sao cái bộ hơi này với cái bường này nó sẽ ăn khớp vào với nhau nhé. Đó, hiện tại mình đã thao tác xong. Thì bây giờ anh em lại tiếp tục lấy cho Lý một lớp keo để anh em mình bôi vào cái gioăng quy lát này nhá. Đây, anh em bôi vào cái gioăng quy lát này này. Đấy, anh em bôi vào một vòng qua đây. Để tránh được cái tình trạng nó sẽ bị xì dầu. Đấy, thì anh em lấy tay anh em vuốt qua một lượt. Anh em lấy qua một lượt anh em bôi vào. Không. Đó, anh em lấy một lượt, anh em bôi như này. Ok, đây anh em bôi qua như này. Đấy, anh em bôi lượng nhất định thôi, anh em không phải bôi nhiều quá nhé. Bôi nhiều quá thì nó sẽ tắc đường bơm dầu. Khi anh em bôi được xong cái lớp keo như này, đó,
Thì anh em bắt đầu là cho cái gioăng quy lát vào trong bộ hơi nhá. Đó. Cái chiều này nó có chiều nhá anh em nhá. Chứ anh em lắp nhầm cũng không lắp được. Đây, anh em nhìn này, bên dưới nó khe hở của nó sẽ rộng hơn này và bên trên nó sẽ hẹp hơn này. Đấy. Thì anh em cho cái khe hở rộng hơn để xuống bên dưới. Rồi anh em lại tiếp tục lấy cho Lý một cái đầu bò này là cái thứ nhất. Cái thứ hai anh em cho cái thanh tỳ này vào. Đấy, như rất là nhiều nơi gọi, có nơi người ta gọi là thằn lằn. Đấy. Đấy, có nơi gọi rất là nhiều kiểu, đâm ra là như Lý hay gọi thì Lý gọi là cái cần tỳ cam nha anh em nhé. Cái cần tỳ cam này để thay thế cho cái bánh răng trung gian của anh em như kiểu xe Honda nha anh em nhé. Thì bây giờ anh em này, anh em đưa vào mẹo này, anh em đưa vào đúng với cái rãnh ở bên trong cái bưởng điện nhá. Thì anh em hãy đưa vào cái thanh tỳ này vào cái xích cam này, anh em luồn theo cái xích cam này đi. Anh em không được luồn lệch nha, anh em luồn đúng theo cái xích cam này đi thì 100% là nó sẽ vào được cái rãnh ở bên trong cái bưởng điện nhá. Đấy. Rồi anh em luồn vào được như thế rồi thì anh em mới lựa lựa khi nó tụt xuống đến cái rãnh ấy, thì mình sẽ đưa được cái thanh tỳ này vào, ăn khớp được vào với cái rãnh ở cái bộ hơi này nha anh em nhá. Đấy. Đây anh em nhìn này. Đây nhá, thì hiện tại mình đã đưa được vào, ăn khớp vào đây này. Nếu mà nó bị lồi ra có nghĩa là anh em mình chưa đưa được vào nhá. Rồi ok. Rồi tiếp đến thì anh em mình hãy cho cái đầu bò này vào này. Anh em vệ sinh sạch sẽ rồi anh em đưa vào. Rồi, anh em mình lắc lắc là nó tự động cái đầu bò này khắc đi vào nha. Thì tiếp đến anh em mình lại lấy cho Lý hai con ốc 8 dài để anh em mình vặn vào cái bộ hơi này để định vị sao cho hai cái con ốc này nó sẽ ăn khớp vào cái gen ở bên trong cái bưởng vách giữa nhá. Đó. Nếu anh em mình không vặn đấy, tí anh em mình vặn 2-4 con ốc đầu bò này vào ấy thì khi anh em mình vặn vào thì hai cái con ốc này nó sẽ bị lệch gen và anh em mình sẽ không vặn được vào nhá. Rồi anh em lấy tất cả cái long đen đồng này. Đây nó đều là long đen đồng nha anh em nhá. 4 long đen đồng. Thì một con hiện tại nó đang ở nằm ở đầu bò rồi. Đây. Đều là đông lên đồng hết nhé. Anh em để vào vị trí nào cũng được. Riêng thằng IA thì xe IA là các cái lông đen này đều là lông đen đồng tất. Rồi anh em mình lấy 4 con ốc 12 của cái đầu bò. Anh em mình vặn chặt vào. Anh em hãy dùng tay công và khẩu 12 để anh em mình thao tác vặn được cái con ốc 12 của cái đầu bò này vào nhé. Anh em vặn siết chặt vào để tránh tình trạng nó bị hở cái gioăng quy lát nhé. Nếu hở cái gioăng quy lát thì nó sẽ bị hở hơi và cháy gioăng quy lát. Trong tình trạng đó thì sẽ xì dầu hoặc là xì khói ra bên ngoài ở gần cái gioăng quy lát này nhé. Đấy. Rồi ok, giờ anh em hãy triển khai đến phần đặt tầm nổ. Thì trước tiên anh em muốn đặt được cái tầm nổ ấy, thì anh em hãy tháo cái nắp nhựa của cái bưởng điện này ra. Thì khi anh em mình tháo được ra như này ấy, thì như dòng xe Honda thì nó là cái điểm T, nó sẽ đặt ở trên cái vị trí trên này. Đấy, anh em nhá. Thế nhưng con xe IA nó sẽ đặt ở vị trí này. Đấy. Thì anh em hãy lưu ý và để ý cho Lý xem là anh em mình sẽ nhìn thấy cái chữ Y nhá anh em nhá. Chứ nó không phải là điểm T nữa mà là nó là chữ Y. Đấy. Đây, hiện tại Lý đã đặt được vào cái điểm chữ Y cho anh em cùng nhau xem nhé. Đây, bây giờ mình sẽ quay cận cảnh gần gần cho anh em cùng nhau xem này. Đó. Đấy, anh em nhá, đây, cái chữ này là chữ Y nhá anh em nhá. Anh em để chữ Y vào giữa của cái nắp tròn này. Rồi ok, thì mình lại quay đến cái phần lắp bánh răng cam. Thì đây, thì khi anh em mình muốn lắp được cái bánh răng cam này chuẩn chính xác nhá,
thì anh em hãy xoay cái chu cam này về chiều nghỉ nhẹ nhất này anh em này. Đấy, xoay rất là nhẹ nhá. Đấy. Và cái chiều hướng của cái ránh cá này nó sẽ về phía đằng bộ hơi này. Rồi, thì anh em muốn lắp được cái xích cam này ấy, thì bây giờ trước tiên anh em mình phải nhả cái piston tăng cam này ra. Rồi, bây giờ mình sẽ anh em muốn nhả cái piston tăng cam này ấy, thì anh em phải lấy cho Lý một cái nan hoa mài hoặc là một cái que hàn mài như thế này nhá. Anh em xỏ vào đây. Đấy, xỏ vào cái lỗ này, anh em mình vặn theo ngược chiều kim đồng hồ nhá. Đấy, anh em vặn này, anh em vặn kịch tầm. Rồi nó sẽ nằm yên như này. Thì hiện tại là cái piston tăng cam của mình đã hồi lại hết và xích cam của mình được trong thế tự do nhá. Tiếp đến thì anh em mình đã đặt được cái điểm Y nó vào giữa của cái nắp bường điện này. Thì cái quả piston của anh em mình hiện tại đang nó đang nằm ở vị trí trên đỉnh điểm trên của bộ hơi này nhá. Và cái trục cam này thì anh em phải để vào cái chiều nghỉ nhẹ nhất như này. Đấy. Tiếp đến anh em mình sẽ xem cái bánh răng cam này. Thì cái bánh răng cam này nó có một cái dấu ở đây này anh em nhìn này. Đây nha, nó có một cái dấu nhỏ gạch thẳng đây nhá. Thì cái dấu này nó phải tương ứng vào với cái dấu mũi tên ở trên cái đầu bò này nhá anh em nhá. Nó phải thẳng chia giữa vào cái điểm này của cái đầu bò nhá. Thì bây giờ Lý sẽ đưa cái bánh răng cam vào nhá. Đây anh em đưa vào như này. Đó, anh em đưa vào như này. Thì hiện tại mình đưa vào thì xác suất của nó là đã chính xác 100% rồi nhá. Còn nhiều anh em mà đưa vào nó hơi bị lệch một tí thì anh em hãy lấy cái tô vít anh em để vào đây. Đấy, anh em để vào đây anh em vuốt nhá. Đấy, anh em vuốt này, đấy anh em nhìn thấy không? Anh em vuốt nhá. Đấy thì nó sẽ chạy lên bên trên này. Đấy thì bây giờ mình để được chuẩn rồi thì mình sẽ để nguyên như này nhá. Đấy anh em nhìn xem nó rất là thẳng luôn. Rồi tiếp đến anh em lấy cho Lý con ốc 17 đây này để hãm lại cái bánh răng cam này nhá. Trước tiên anh em muốn lắp được cái con ốc này vào thì anh em phải hãm vào đây. Đấy, để tránh tình trạng là khi cái bánh răng này nó sẽ bị chệch. Đấy, nó sẽ bị chệch cái ránh cá này ra nhá. Đây này. Đấy, ra khỏi cái vị trí điểm khuyết của cái trục cam. Thì anh em mình bắn vào một cái là nó sẽ bị gãy ngay. Và gãy thì anh em mình chỉ có cách là mua cái mới để thay cho khách thôi. Rồi, ok, anh em mình giữ như này, anh em mình vặn hết con ốc 17 vào kịch luôn. Khi anh em mình không vặn bằng tay được nữa thì anh em mình hãy dùng bằng súng bắn nhá. Đây anh em dùng cái khẩu 17 anh em bắn này. Rồi, mình đã thao tác vào xong. Khi anh em bắn được vào như thế này rồi. Đấy, thì anh em mình lại vặn nhả lại cái piston cam này nhá. Đây này, đấy, anh em vặn nhả lại thì nó sẽ hồi lại. Rồi, ok. Rồi bây giờ mình lắp đến hướng dẫn đến đoạn này là ok rồi. Thì đến đoạn này chắc anh em cũng đều biết lắp hết rồi nhá. Thì bây giờ mình sẽ lắp tất cả vào rồi mình bắt đầu mình sẽ test thử cho anh em cùng nhau nghe nhá. Và đây hiện tại bây giờ Lý đã thao tác lắp được bộ hơi lên trên chiếc xe rồi nhá anh em nhá. Thì bây giờ Lý sẽ nổ thử cho các anh em cùng nghe nhá. Để xem là cái ban bệnh mà vừa rồi đây Lý đoán và Lý tháo ra cho anh em xem như vậy thì anh em sẽ nghe lại cái tiếng máy để xem là liệu đã hết cái tiếng kêu đấy chưa nha anh em nhá. Rồi ok, mình sẽ cận cảnh đưa cho các anh em cùng nhau nghe và cùng nhau xem và tham khảo luôn. Đây thì bây giờ Lý sẽ nổ thử cho anh em nghe nhá. Thì con này nó không có đề thì bây giờ Lý phải đạp đây. Đấy, anh em nghe rất là êm luôn. Rất là êm nha, là cái thứ nhất. Nhưng mà quan trọng nhất là lúc anh em mình lắp vào xong thì anh em mình phải thử cái đường bơm dầu xem là nó có dầu bơm hay không. Thì Lý muốn để cho anh em biết. Đâm ra Lý chưa vặn cái nắp nấm này vào nhá. Thì bây giờ Lý sẽ nổ thử cho anh em ga thử cho anh em nghe. Thì nếu mà anh em nhìn thấy ấy, dầu nó phun lên đây anh em nha. Dầu phun lên cái nắp nấm này thì có nghĩa là khi cái bộ đường bơm dầu của cái máy Sirius này nó rất là chuẩn và còn ngon và nó vẫn hoạt động bình thường nhá. Thì bây giờ mình sẽ cận cảnh đưa gần để cho anh em nhìn cái vết bắn của nhớt nó bắn lên trên cái nắp nấm này nhá. Đấy, anh em nhìn thấy nó có một chút nhớt nó nhảy lên này. Đấy, anh em nha. Rồi, ok. Đó, anh em nhìn thấy khi nó bắn được lên như thế là có nghĩa là bộ bơm dầu của mình rất là tốt nhá. Thì bây giờ mình sẽ vặn cái nắp này vào để làm sao cho im
rồi anh em mình sẽ nghe kỹ tiếng máy nhá. Hiện tại bây giờ Lý đã lắp cái nắp nấm này vào rồi thì anh em nghe lại kỹ tiếng máy này, nghe rất là êm và cảm giác nó lại y như là lúc ban đầu mới sản xuất đấy anh em nha. Quan trọng nhất là anh em mình thao tác làm sao phải cho nó chuẩn và ngon thì khách mới tin tưởng mình nhá. Rồi ok, thì hiện tại Lý đã đoán bệnh sơ qua cái ban đầu để cho anh em cùng nghe rồi và tham khảo rồi nhá. Thì đến hiện tại bây giờ Lý lắp lên, Lý cũng test để cho anh em cùng nhau nghe, để cho anh em biết được cái ban bệnh sao sau này nếu có khách đến với cửa hàng của anh em thì anh em còn biết cách để xử lý. Rồi ok, thì hiện tại cái video của Lý đến đây là kết thúc của nhà anh em nhé. Thì quan trọng nhất Lý muốn nói với cho anh em là anh em phải làm sao cố gắng nghe cái tiếng máy chuẩn chính xác nhất để cho các anh em có thể thao tác dễ dàng này. Nhất khi anh em mình va chạm vào xe đấy. Cái thứ hai, anh em làm chuẩn chính xác con lành như Lý hiện tại làm cho con này đấy, thì anh em đoán đúng bệnh, anh em tháo lắp xong anh em mình lắp lên cái khách hàng nghe thấy im tin thích, nghe rất là thú thích, rất là thích đấy, thì khách hàng sẽ đồn cho rất là nhiều người đến sửa cái cửa hàng mình, thì anh em mình sẽ uy tín và sẽ được nhiều khách hơn nha anh em nha. Rồi thì hiện tại video của mình đã kết thúc. Anh em thấy video của Lý hay thì anh em hãy like và chia sẻ. Còn điều đặc biệt, anh em chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh của Lý để làm sao có thể ủng hộ Lý, để cho Lý có động lực Lý làm thêm nhiều những video mới để cho anh em cùng tham khảo nhé. Rồi, cảm ơn các anh em và chúc anh em thao tác thành công. Và điều đặc biệt, anh em nào đang xem kênh của Lý thì anh em tiếp tục ủng hộ Lý nhé. Và anh em hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Rồi, chúc anh em thao tác thành công ở trên các cái dòng xe nhé.